Xin chào cả nhà, như đây là bộ tay nghỉ đến từ Đài Loan. Tay nghỉ này thì chuyên dụng cho các cái xe đạp thể thao, lắp cho các loại ghi đồng to, ghi đồng 321, ghi đồng lắp cho các loại xe đua hoặc địa hình. Xe đua thì sẽ ok hơn bởi cái chỗ này nó tròn. Cái tay nghỉ này thì rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn luôn nhé. Đây là có hai cái nắm này để cho chúng ta giúp cho chúng ta cầm nắm dễ hơn. Thương hiệu này là Summer, nghe tên chữ toàn chữ cái rốc gì đấy không đọc được luôn, toàn chữ cái thôi. Cái này thì chất liệu bằng nhôm, cái tay này thì cái đế đỡ này là bằng kim loại nhưng không phải bằng nhựa, nên nó sẽ chắc chắn hơn một số cái tay nghỉ rẻ trên thị trường ấy. Tay nghỉ rẻ trên thị trường thì đế nhựa này nó bằng nhựa nên không chắc chắn, toàn bộ bằng nhôm hết nhé. Siết lực ốc từ 8 đến 10 newton đó. Nhưng con này là tay cái ống nó cũng to, nhìn cũng rất là đẹp và rất là chắc chắn luôn, rất là bầu. Anh chị nếu mà có nhu cầu mà độ tay nghỉ thì có thể tham khảo mẫu này. Em sẽ quay gần cho anh chị xem nhé. Đó. Từ các cái góc cạnh khác. Rất là đẹp luôn. Góc nào cũng ngầu luôn nhé.